khỏe tự nhiên xin kính chào quý vị khán giả. Các bạn thân mến, hôm nay sức khỏe tự nhiên xin gửi đến các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. 6 thói quen xấu nhiều người làm vào buổi sáng khiến tuổi thọ hao mòn. Mọi ngày mới luôn bắt đầu từ những buổi sáng sớm. Do vậy, những thói quen dù tốt hay xấu trong thời khắc bình minh đều ảnh hưởng đến cả ngày hôm đó. Lâu ngày hơn nữa sẽ tác động đến sức khỏe và tuổi thọ của bạn. Các chuyên gia về dưỡng sinh cho rằng, nếu ai mắc phải 6 thói quen dưới đây thì nhất định nên bỏ sớm. 1. Sáng sớm gội đầu. Sáng sớm, nhiệt độ khá thấp, khi gội đầu dễ gây nhức đầu. Ngoài ra còn dễ bị trúng gió, gây cảm mạo. Người già có thể gội đầu vào buổi trưa, còn người trẻ tuổi thì tốt nhất nên gội đầu vào buổi chiều, nhưng không được gội trước khi đi ngủ, phải để cho tóc khô. Nếu như bắt buộc phải gội vào buổi sáng thì phải sấy tóc cho khô rồi mới ra ngoài. 2. Không ăn sáng. Bữa sáng là một trong những bữa ăn rất quan trọng trong ngày. Không ăn sáng không chỉ gây tổn thương dạ dày mà còn có thể làm giảm trí tuệ, hạ đường huyết và thừa cân béo phì. Với người đã kém dinh dưỡng thì bỏ bữa sáng khiến cơ thể thêm kiệt quệ, suy dinh dưỡng, nguy cơ bệnh sỏi mật cũng tăng lên. 3. Uống nước lạnh. Buổi sớm uống nước lạnh lâu ngày gây tổn thương tỳ vị, dạ dày, sức khỏe giảm sút. Tốt nhất bạn nên uống một chén nước ấm hoặc nước ấm pha mật ong, vừa có tác dụng làm đẹp, vừa hỗ trợ thông đại tiện. 4. Vận động mạnh ngay khi rời giường. Buổi sáng sớm dưỡng thành thói quen rèn luyện tập thể dục là rất tốt cho cơ thể. Nhưng sau khi rời khỏi giường, bạn nên nghỉ ngơi một chút, đợi cho khí huyết âm dương vận hành cân bằng thì tiến hành vận động. Ngược lại, nếu sau khi rời giường không chuẩn bị liền lập tức vận động mạnh thì sẽ dễ bị xuất huyết não, nhồi máu cơ tim hơn. 5. Gấp chăn màn ngay sau khi dậy. Rất nhiều người có thói quen gấp chăn sau khi thức dậy. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã cảnh báo suốt quá trình ngủ trong đêm, hệ hô hấp và các lỗ chân lông trên da đã bài tiết nhiều khí độc như CO2 và một số chất thải phát sinh khác như mồ hôi cơ thể, hơi nước. Chăn đắp chính là vật giữ lại những khí thải này nhiều nhất. Do đó, gấp chăn màn ngay đồng nghĩa khí thải bị ủ kín và biến chăn trở thành nguồn ô nhiễm, gây hại cho sức khỏe. Hậu quả, đến đêm sau, chúng ta sẽ cảm thấy chăn ẩm ướt khó chịu, dẫn đến khó ngủ. Vì thế, bạn cần làm là lật ngược chăn, trải phẳng ra giường, rồi mở cửa sổ thông gió để hơi nước cũng như các khí thải trong chăn thoát ra dễ dàng. Sau đó, bạn có thể tranh thủ làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, rồi quay lại gấp chăn. 6. Chuông báo thức chói tai. Người Mỹ từng bình chọn đồng hồ báo thức là một trong những phát minh đáng ghét nhất trong lịch sử nhân loại. Bạn đang trong giấc ngủ yên bình thì đột nhiên xuất hiện tiếng chuông báo thức inh ỏi, có thể gây hoảng hốt, suy sụp, khó chịu. Lâu ngày có thể dẫn đến tình trạng ám ảnh, sợ hãi mỗi khi nghe thấy tiếng chuông báo thức. Do vậy, tốt nhất bạn nên tập thói quen ngủ và thức dậy đúng giờ để đồng hồ sinh học của cơ thể tự động báo thức. Nếu phải dùng đồng hồ báo thức, nên dùng tiếng báo thức êm dịu, tránh dùng loại nhạc chói tai gây giật mình. 3 bí quyết dưỡng sinh cần làm cho ngày mới. Buổi sớm rời khỏi giường có thể thực hiện được 3 bí quyết dưỡng sinh sau, sẽ giúp bạn có được tấm thân sảng khoái, tràn đầy sức sống để bắt đầu một ngày mới. Ngược lại, nếu dưỡng thành 6 thói quen xấu thì sức khỏe sẽ bị tổn hại. 1. Hít thở sâu. Sáng sớm tỉnh dậy, bạn không nên vội rời giường. Sau khi tĩnh tâm nằm 5 phút thì nằm nghiêng trái, nghiêng phải, nằm ngửa. Trong khoảng thời gian đó, kéo căng khắp toàn thân 3 lần, sao cho các khớp hoàn toàn được kéo giãn. Sau đó rời khỏi giường, tay duỗi chân kiễng, rồi liên tục hít thở sâu 10 lần. Sau đó thả lỏng toàn thân, điều hòa hơi thở. Cuối cùng, ra ngoài trời, mở miệng hô hấp, đem khí cặn cho thân thể bài xuất ra, đồng thời hít vào không khí mới. 2. Chào ngắm tứ phía.
đứng nghiêng, hai mắt nhìn thẳng, trước tiên trông xa về hướng đông. Sau đó hơi khép mắt, cúi đầu, xoay người, trông xa về hướng nam. Tiếp theo, hơi khép mắt cúi đầu, xoay người trông xa về hướng tây. Cuối cùng, hơi khép mắt cúi đầu, trông xa về hướng bắc. Chuyển động trong khi mắt đang lơ mơ, đôi mắt sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. 3. Đại tiện. Bạn nên cố gắng dưỡng thành thói quen mỗi sáng thức dậy đại tiện một lần, để bài xuất đi độc tố trong cơ thể của ngày hôm trước. Khi đại tiện tốt nhất, nên nhớ những sự việc vui vẻ, tốt đẹp sẽ giúp hỗ trợ nhu động ruột, khiến đường ruột được thông suốt hơn. Bản tin sức khỏe tự nhiên hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau. Thân ái! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.